Người dân Triều Tiên bày tỏ lòng tự hào về nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi ông lên đường đi Hà Nội dự họp thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo truyền thông Triều Tiên loan tin hôm 25 tháng 2. Đài truyền hình nhà nước KRT chiếu hình ảnh cho thấy người dân Bình Nhưỡng dường như đang xem màn hình lớn, trong đó có bình luận viên tường thuật tin tức này. Người dân Triều Tiên nói rằng họ tự hào có ông Kim, người lên đường trong một chuyến đi dài đến Việt Nam vì sự thịnh vượng của đất nước và hạnh phúc của người dân. Ông Kim đã rời Bình Nhưỡng bằng tàu hỏa trưa thứ Bảy, ngày 23 tháng 2, để dự cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày 27 và 28 tháng 2 với sự tiếp tục của các quan chức cấp cao, trong đó có đặc sứ hạt nhân Kim Jong-cho, Ngoại trưởng Ri Yong-ho và cô em gái Kim Yo-chung của ông, theo đài KRT đưa tin. Đoàn tàu của ông Kim đã đi qua thành phố Hành Dương vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày 25 tháng 2, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc tường thuật. Điều này có nghĩa là ông sẽ đến Việt Nam vào sáng ngày thứ Ba, 26 tháng 2. Không có chi tiết chính thức nào về hành trình của ông Kim được tiết lộ.